Bây giờ đi học cấp 2 cũng được ăn thôi đúng không? Thì cuối tuần về hộ bà ngoại cũng được ăn ăn. Đấy. Cái đấy thì chẳng quan trọng đâu mà. Quan trọng chứ. Quan trọng Bây giờ em không làm được nữa, bà thì già rồi thì này. Biết Ngày xưa làm thì chú là chú vẫn bị cụt tay, chú cụt tay, bị cụt tay nữa thì bố thì lại tay chân lại yếu, lại không đi được. Có chín được 9 năm ấy, từ từ đi bò ấy, Vâng. bò đi thì em đi được ấy. Bây giờ là tay chân mới yếu, nhưng mà bác vẫn nuôi cả các con với chú nó mất rồi, rồi 3 năm rồi, nhưng mà với cả Minh với năm ngoái cả em chú còn không nhất trí cho Ngọc ở với chú lại đưa cả Ngọc về nữa, Đưa thì Ngọc về đây ạ. ở về đây nữa được 1 năm nữa thì. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại thì Khâm đang có mặt ở nhà bà ngoại của em Minh Ngọc mồ côi các bác nhé. Ngày hôm nay anh em mình quay trở lại thì có một vài những cái công việc liên quan đến cái mảnh đất ở đằng sau này. Thứ nhất, thứ hai thì là anh em quay trở lại cũng có một vài những cái tin vui và cũng một vài những khoản trợ duyên mới của cô bác anh chị gửi đến hai anh em Minh Ngọc mồ côi. Đấy, hiện tại thì là nhà thì nãy Khâm có thấy là có cậu của mình ở đấy và có mình cũng vừa mới đi làm về. Anh em mình vào ở đây là hiện tại là vào buổi chiều rồi các bác nhé, gần hết một buổi tiếp rồi. Sau đây mời cô bác anh chị cùng theo dõi nội dung video hôm nay của Nắng Mai TV ạ. Chào Pó nhá. Khỏe không em? Khỏe không? Hôm nay đi làm gì? Em đang định làm cái nương ở trên à, kia. Làm nương ở trên đấy á? Vâng. À. Phụ mẹ làm nương. Vâng. Tay em này là có cầm được chắc không? Đây nè. Ừ. Thì tay này em có bóp chắc tay, bóp chắc tay anh xem nào. Yếu yếu. À, bởi vì anh thấy em hơi run, người em hơi 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 khệnh khạng, chân em yếu đúng không? Vâng. Ừ. Chân là dị yếu từ lúc bé anh ạ. Pó đúng không nhỉ? Pó, pó thì là video trước là Khâm có ghi hình em lên đấy, hôm đấy là vô tình vào nhà bà ngoại, vô tình gặp chứ không phải là vô tình vào đây. Vào đây thì là có chủ đích rồi, Khâm vào đây thì là theo chân Minh đấy. Minh đứng ở đây em nào, em hôm nay đi làm cái gì? Hôm nay em đi hộ bác trồng ngô. Bác trồng ngô à? Okay. Thế thì là đang nói đến câu chuyện của em Pó. Thì em là bị khuyết tật từ bẩm sinh đấy, và anh em mình vô tình gặp và ghi hình được cùng với lại thước phim của Minh ấy, thì rất là nhiều của ba anh chị là thương, người ta còn có bác còn thương Pó hơn cả anh em Minh Ngọc mồ côi. Hai anh em tuy là mồ côi nhưng mà sức khỏe như bao người bình thường khác đấy. Gặp Pó thì các bác thấy là mọi người thấy em thiệt thòi nhiều hơn. Cháu chào bác nhá. Được rồi, có lẽ thì là mình đi vào trong nhà mình nói chuyện cho nó tiện nhỉ. Đấy rồi bác nay đi làm à? Bác nay đi buôn ngô. Mình hút thuốc lào à? À thế Bó hút à hay khách hút? Khách, để cho khách. À để cho khách à? Khách về mình đây thì khách về mình chẳng quan trọng đâu. Ví dụ là người ta về thì người ta chỉ có là thuốc lào đúng không? Thuốc lào, nước chè mà. Đấy, cái bàn đấy thì vỡ hết một nửa rồi các bác. Kính này vỡ hết rồi. Kính này trước là để kia rồi. Để cô để. Thôi bác không phải rót nước đâu, cháu vào việc một tí thôi nhé. Vâng. Cháu xin phép ghi hình một chút. Vâng. Đấy, ngày hôm nay đến thì là tất nhiên là có công việc thì các cháu mới đến. Đấy. Vâng. Trước các cháu đến là cũng tìm hiểu bác với lại chỗ Pó này, Minh này về cái mảnh đất mà bà ngoại bà cho các cháu ấy. Đấy thì hôm các cháu ghi hình lên thì có một cô ở Mỹ. Có một cô ở Mỹ, có lẽ thì là Khâm sẽ thông tin cụ thể hơn sau. Là cô là đã có đề bạt cho anh em mình là gửi về cho anh em 1.000 đô. Đấy, để mà làm cái nền đất. Đấy, nền đất trên này hôm nọ anh em mình bàn bạc kia kìa.
Đấy, để mà làm được cái nền đất đấy thì có lẽ là không dưới 20 triệu các bác ạ. Đấy thì mới đập đá san nền và làm giải phóng được một cái nền, xây được một cái ngôi nhà đấy thì trước thì phải đập đá làm nền. Thì cũng có một nhà hảo tâm đấy, có lẽ là anh em mình sẽ chia sẻ cụ thể nhà hảo tâm là ai, nhưng mà đó sẽ là một cái bí mật trước, thông tin đến gia đình trước là như vậy. Khi nào anh em mình triển khai cái nền đất thì anh em thông tin đến nhà hảo tâm cho quý vị khán giả cũng biết là ai. Chắc có lẽ thì là các bác cũng đoán ra là ai rồi, một nhà hảo tâm rất là quen thuộc và hết sức là ủng hộ nhiều những hoàn cảnh của Nắng Mai cũng như là các kênh khác thiện nguyện. Đấy, đặc biệt là cô rất là ưu ái tin tưởng cháu Khâm, nên là hiện tại là triển khai đến gia đình Minh Ngọc thì là cũng đang nhận được những cái sự quan tâm ủng hộ của cô đấy. Thì nên hôm nay cháu ra đây để tìm hiểu pháp lý về cái mảnh đất đấy là có ổn định không, có nếu mà có được trong quá trình mình làm nhà có sợ vướng mắc gì không đấy. Rất sợ rằng là mình đang làm, đầu tiên thì là sợ là nó nằm ở cái phần quy hoạch nào đó của chính quyền, của nhà nước chẳng hạn, thì mình đang làm là các bác đến các bác là không cho làm nữa. Đó là một cái mình sẽ sợ những cái trở ngại đấy này. Cái thứ hai là nếu mà không có đụng đến pháp lý nhưng mà đang quá trình làm mà lại xảy ra tranh chấp đấy, cũng rất là sợ như thế. Đấy thì các cháu đi làm thì mặc dù biết là gia đình mà đất của tôi cho cháu yên tâm không làm sao, nhưng mà cũng phải tìm hiểu kỹ lại. Thứ nhất là có giấy tờ này, ví dụ là mảnh đất đấy là có sổ đỏ hay không này. Sổ đỏ thì được mấy năm trước họ về đo có hết ạ. Mình có sổ đỏ trong tay rồi đúng không? Vâng. Bác có giữ ở đây không? Cháu nhìn qua một tí được. Giữ rồi. Con trai là con cả hay là anh trai? Anh trai bên này. Vâng. Nhưng mà đất này là đất của hai vợ chồng cô chú thì đã tết cho con trai nó khởi xin, thì lại mảnh đất này là chia cả cho bốn gia đình. Là dưới này bên này là vẫn là đất của bác, thì cho con trai nó, nếu mà hai cháu giúp đỡ cho mình là một cái đất này, nhà bác vẫn nhất trí vẫn cho không vẫn cho không vấn đề. Nhưng mà người anh trai của anh em trai có vấn đề gì không? Nó nghĩa là bây giờ trong quá trình làm là anh ấy không can thiệp đâu gì. Phải chắc chắn rằng là ví dụ như bó đồng ý nhưng mà anh không đồng ý là cũng sợ. Bó đồng ý nhưng mà cái nền nhà đấy sang trên kia là vẫn là đất của nhà đây, nên là bó tay chân nó yếu thì chắc là sau này bó phải được nhà này được cái chỗ đất là bây giờ làm nhà này. Cho mình là. Nghĩa là cái nhà đang ở này là bố không đi đâu rồi đúng không? Bố sau này bố có lấy vợ về bố cũng ở chỗ này đúng không? Là ở với bác luôn. Đấy. Hai con trai nhỏ đấy là không biết sau này ba anh em, nhưng mà bố vẫn cho là bác về bố cho mình là đất một cái nhà đấy. Nếu mà không cho bác không cho nữa thì chả có ai nào. Đúng rồi, nếu bây giờ bà ngoại không cho nữa thì không ai cho được rồi. Bây giờ bên nhà nội có ai cho được đất không? Không. Xin chú nó cho. Xin các chú nhưng các chú không cho à? Vâng. Bố nó cho bán cho một mảnh đất ở trên nhà bà với em chú với còn hai mảnh, nhưng mà mẹ nó bảo là nếu mà hai nói hai chú với hai chú nói chú sau chú nhỏ đấy là chú bây giờ ngọt nó ở với chú đấy, nếu mà nhất trí thì mẹ nó lấy tiền về gửi cho bác cho chú thì cho mình ấy Ngọc là nhà cho mình ở. Thế Ngọc lại ở thì em chú bảo là đã có sổ đỏ hết rồi, em chú không nhất trí thì bây giờ là không, nếu mà bác không nhất trí nữa thì mình ấy không có đất ở đâu mà ở. Tức có nghĩa là đất bên bên anh em bố mẹ bên kia là em không có một tí nào sở hữu rồi đúng không? Vâng. Bố mất thì coi như là những cái phần đất kia là các bác với các chú là sẽ thừa hưởng lại hết à? Vâng. Thì kia bây giờ làm cái nhà bây giờ mình đi làm đấy là đất của
bố mẹ. Nhưng bà... mà đất của bà đấy, bà cùng người Hán đấy là họ bây giờ là em chú không cho rồi. Ừ. Còn vâng. Mỗi cái đất gọi là trên núi kia thôi. Vâng. Nhưng mà ở đấy thì không xây được nhà, cháu sẽ không hỗ trợ xa, xây được ở đấy. Vâng. Không lên được đấy xây ấy. Thì nếu mà bác không nhất trí nữa, bác không có không cho đất nữa thì mình không có chú ở, thì mẹ và mình là vẫn con gái cả thì bác nhất trí bác vẫn cho mình làm. Bác vẫn nhất trí thôi đúng không? Có tức có nghĩa là anh em mình yên tâm được rằng là sổ đỏ thì mang tên bác ạ, hay là mang tên bác trai ạ? Bác trai, bác gái. À, nghĩa là mang tên bác trai nhà mình đúng không ạ? Vâng. Đấy, và đất đai thì chia rõ hết cho anh em rồi. Chia hết rồi. Chỗ anh em, chỗ mình bảo cho Minh này là cho Pó. Vâng. Và bây giờ Pó cũng quyết định cho. Vâng. Thế thì là dưới góc độ là gia đình đồng thuận cho Minh thì anh em mình sẽ... chắc định rồi, anh em mình sẽ không bàn nữa. Bây giờ bàn đến là việc là nếu mà trong quá trình xây thì Khâm cũng đã đi tìm hiểu các bác nhé. Bởi vì ở đây chỗ này là khu vực giáp ranh giữa xã Hữu Vinh và thị trấn Yên Minh luôn đấy. Thì cháu đang không biết là trong quá trình xây thì mình gặp chính quyền là gặp xã Hữu Vinh hay là lại gặp ở thị trấn làm việc nhỉ? Ừ, đất này là... bác vẫn là ở xóm Nọc Po nhưng mà đất vẫn thừa Hiếu Vinh, nhưng mà đất này thừa Hữu Vinh ạ. Vâng, bác chưa cấp khẩu về cho Hiếu Vinh. Thế thì bác vẫn ở thị trấn. Cái này thì Khâm sẽ gặp anh địa chính xã Hữu Vinh. Vâng. Đấy, để mà trao đổi trực tiếp cái trên thực tế thì anh em mình gọi là mang đến cho người nghèo thôi, anh em mình đang cho, anh em mình không lấy cái gì hết, nên là Khâm sẽ đi trình bày với lại chính quyền để các bác tạo điều kiện hỗ trợ anh em mình trong quá trình làm thôi. Hỗ trợ ở đây là về mặt ví dụ như pháp lý các thứ, là các bác ấy sẽ tìm hiểu cho anh em mình là có sợ là động chạm là quy hoạch hay này nọ gì không ấy. Như trước Bó bảo là mở đường các thứ ấy, để cho mở đường nó cũng không mở đến đấy đâu, đúng không? Đấy là... đây là từ ngày xưa bố mẹ ông bố mẹ nó nhưng mà trước mình làm cái nhà ở đây, hàng xóm làm ở đây thì chính quyền có vào nói gì không, không ạ? Không. Mình cứ triển khai mình làm bình thường thôi, đúng không? Mình nhưng đập đá mình làm thôi, đúng không? Bác về hai vợ chồng bác chuyện về đây là mỗi nhà này chưa chuyện về. Bác nói là người xưa là bác ở trên quan trường nội chú đi thì có tí lên gió lại đi trên ruộng. Là qua đây là lúc thầy lúc tháng 5 tháng 6 ấy đã lặn ruộng thì nước nhiều lắm thì bác không khó đi lại đấy. Dạ. Là bác ấy chuyện về đây. Dạ vâng. Vâng, bác chuyện về đây là lâu lắm. Đấy. Là được mười mấy năm rồi. Vâng. Xin vâng. Làm được 2 năm nhìn tên 9 là bác này rồi. Dạ. Ở đây thì Khâm cũng có thấy mấy cái ngôi nhà nó mọc ở trên này. Thì chắc có lẽ là họ làm được thì mình cũng làm được bình thường thôi. Chẳng qua là bọn anh là phải tìm hiểu rõ ràng trước khi làm. Chứ đến lúc là mình triển khai rồi là lúc đấy lại bắt đầu là có những cái phát sinh thì rất là khó xử lý. Đấy, đấy, bởi vì nếu mà khi các nhà hảo tâm đã đồng ý và gửi tiền về rồi, lúc đấy mà không làm được thì cũng rất khó. Bây giờ mà mua đất thì khó mà mua được đất để mà xây nhà cho mình. Đấy, nếu bác không cho. Chỉ có là một thứ nhà nhưng mà vẫn nhiều tiền lắm cháu. Đấy. Khâm xin con nó chả có đất lại nữa. Thông tin đến quý vị khán giả, các nhà hảo tâm vừa rồi có hỗ trợ tiếp đến hoàn cảnh Minh Ngọc ấy, thì là Khâm xin chân thành cảm ơn cô Hồng Hà Nội ngày 8 tháng 5 gửi 500.000 hỗ trợ vào quỹ xây nhà này. Bà Liễu Không ở California, Mỹ 8 tháng 5 gửi 200 đô là 4.600.000 vào quỹ xây nhà này. Và cô giấu tên ở thành phố Garden Grove, California ngày 9 tháng 5 cô có nhắn tin cho Khâm trích cái khoản quỹ trong quỹ của cô ra 2 triệu để hỗ trợ vào cái quỹ xây nhà của hai anh em Minh Ngọc Mục Côi. Thế thì cho đến thời điểm hiện tại thì tổng số tiền ủng hộ hai anh em gần được 20 triệu. Đấy. Gần được 20 triệu, tính cả cái số tiền mà mua nhu yếu phẩm còn dư của anh giấu tên. Đấy. Thì và có một cái tin vui nãy Khâm có chia sẻ đấy. Đấy, một nhà tâm rất là lớn, một mạnh thường quân ở kênh của cháu Khâm đang
đề xuất sẽ gửi anh em mình 1.000 đô để mà phục vụ làm cái nền nhà đấy. Cái đầu tiên thì thưa các bác thì là cái nền này là để mà gọi anh em được đến hỗ trợ thì cũng khó lắm, không có ấy. Như cỡ Minh Ngọc mồ côi từ bé đến giờ thì mà lại ở bên nội thì có vẻ là hình như không quan tâm lắm đúng không? Không thấy quan tâm mấy đúng không? Không thấy quan tâm con cháu mấy đúng không? Khi mà anh em mình đi đề bạt là sẽ xây cho một cái nhà nhưng mà thấy em bảo đi xin đất nhưng không cho đúng không? Đấy, thế thì có lẽ thì là bố mất rồi thì cái đấy thì anh em mình cũng không có khai thác sâu, nhưng mà có bà ngoại vẫn còn bà ngoại che chở bao bọc ở đây thì quá là tốt rồi. Bây giờ có cậu mặc dù là tật nguyền nhưng mà vẫn sẵn sàng là chia một cái mảnh đất ở trên này, mặc dù là cũng nhiều đá các bác ạ, nhiều đá, nhưng mà mình sẽ mất công làm thì cô nhà tâm cô đã cho anh em mình 1.000 đô đấy, nó sẽ tức vào khoảng 23 triệu để anh em mình giải phóng mặt bằng, thì có lẽ mình thuê thì sẽ với số tiền đó thì sẽ làm được cái nền cho Minh Ngọc một côi thôi. Và thông tin thêm với các bác thì là sau khi nếu mà trong quá trình xây thì cô sẽ tiếp tục ủng hộ 2.000 đô nữa vào quỹ xây nhà, thì điều đó quá tuyệt vời các bác, với khoản quỹ hiện tại ở kênh nên, và nếu có tiếp nhận được trong cái số tiền mà cô gửi nữa thì là quỹ xây nhà của em độ khoảng đấy rơi vào độ khoảng 60 triệu hơn, thì có lẽ thì là nếu mà xây cái nhà cơ bản thì là đủ rồi cho hai anh em ở thôi. Đấy. Ở đây thì thưa các bác thì là tiện hơn cái đường vận chuyển vật liệu. Đấy. Gạch mình lấy ở chỗ khác nó có thể vào 8.000, 8.500, nhưng mà đến cái thôn đến xóm nhưng mà đến đây chắc có lẽ thì là nó vào độ khoảng chắc là ở đây có cơ sở gạch thôi đúng không? Nó vào khoảng 7.000, 7.000 đấy. Đấy tầm đấy, đấy các bác thì là bớt hơn được một cái chút tiền vận chuyển vật liệu, nhưng mà ở đây thì mình vẫn phải bê vật liệu từ đây lên trên kia này. Đấy. Đấy cái đấy thì không thể nào mà tránh được, nhưng mà nó thuận tiện hơn rất nhiều. Khi mà không ghi hình lên thì là cô nhà hảo tâm kênh cũng đấy đề bạt anh em mình luôn là ở được ở đây thì tốt, nó gần đường, gần khu dân cư. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau này mình hai anh em Minh Ngọc có thể chăm sóc bà và cậu được. Đấy. Đấy thì là cái chia sẻ về tương lai nhá. Anh không hứa rằng là sẽ triển khai sớm được ngôi nhà đẹp được cho em, hay là triển khai được một ngôi nhà một chốc một lát cho em đâu. Nhưng mà góc độ là nếu mà triển khai xong nhà, sau này em phải biết ơn cậu, bà ngoại, bà có tuổi, cậu thì sức khỏe yếu thế này, thì hai anh em phải có trách nhiệm chăm bà, báo hiếu lại bà và cậu. Đấy, đấy là những cái nhà tâm mong muốn. Hiểu chưa? Hiểu. Các bác không phải tự nhiên các bác giúp nhé. Ừ. Các bác giúp để cho đấy gia đình mình phát triển đi lên và yêu thương nhau lại. Đấy. Đấy là những cái là thông tin thêm những cái khoản trợ duyên. Thì đến thời điểm hiện tại thì anh em mình đã thấy một cái tia hy vọng nó sáng hơn cho hai anh em Minh Ngọc. Ngọc hôm nay nó đi đâu? Này dắt bò cho chú cày nương. Dắt bò cho chú cày nương á? Vâng. Bò bé à, hay như là to? Bò mới tập à? Không, tập cũng tập lâu rồi. Thế sao phải dắt? Dắt đi xa ấy. Xa. À nghĩa là chú thì vác cày còn Ngọc thì cầm dắt bò. Dắt bò à? Vâng. À, giả sử mà sau này có nhà ở thì Ngọc có đi ở với chú nữa không? Không. Không à? Vâng, về cùng hai em ở chú. Về đây thì bà ngoại có nuôi được không? À, nhưng mà về đây thì thật sự là em như cỡ em Ngọc thì bây giờ đi học là được nhà nước cho ăn đúng không? Vâng. Đấy. Đến hết lớp 9 đúng không? Vâng. Ở Hữu Vinh này có được ăn không? Có. Ừ, bây giờ đi học cấp 2 cũng được ăn thôi đúng không? Thì cuối tuần về hộ bà ngoại cũng được ăn. Đấy. Cái đấy thì chẳng quan trọng thôi nó. Quan trọng chứ. Quan trọng. Bây giờ em không làm được nữa, bà thì già rồi thì. Biết là chú là chú vẫn bị cụt tay, chú cụt tay. Bị cụt tay nữa thì bố thì lại tay chân lại yếu, lại không đi được.
có chín chín được 9 năm ấy, từ từ đi bò ấy. Vâng. Bò đi thì em đi được ấy, bây giờ là tay chân mới yếu, nhưng mà bác vẫn nuôi cả vẫn cả các con với chú nó mất rồi được 3 năm rồi, nhưng mà thế cả mình với năm ngoái cả em chú còn không nhất trí cho Ngọc ở với chú. Chú lại đưa cả Ngọc về nữa. Đưa Ngọc về đây ạ? Ừ, về đây nữa được một năm nữa thì Ngọc nó ốm ấy. À. Ngọc lâu lâu thì đi thầy bố thì họ là bố nó không nhất trí, không nhất trí chú lại không nói à. Thì chú lại đưa về cho bà nữa. Thì Ngọc ốm thì bác ấy gọi chú về chợ Ngọc đi về đi chữa viện ấy, là đỡ thì Ngọc đi ở với chú. Thế bây giờ Ngọc được nghỉ cuối tuần có ai về nhà nó, bà không? Đứa này nó ngoan lắm, nó không dám về đây đâu. Không dám về á? À, sao không dám về? Chú nó không dám về đâu. Sợ chú đánh. Sợ chú đánh á? Vâng. Từ lúc nó đưa cả chú đưa Ngọc về đây thì được một năm thì Ngọc không dám đi nhà chú. À. Nhưng mà chú Ngọc đi nhà chú thì Ngọc không dám về đây. À. Vâng. Kiểu qua một quê ở với... ở với chú thím bác thì khó lắm cháu ạ. Đúng rồi. Cái này thì là các cháu đấy hôm nay đến tìm hiểu mới biết thôi, chứ còn không biết cuộc sống của hai em như nào cả đấy. Và chia sẻ cái gì thì mình cũng phải chú ý là nói đúng sự thật nhá. Vâng. Ừ, nói đúng sự thật đấy, bởi vì anh quay lên thì có nhiều bác khán giả các bác xem đấy, là như bác nói là cũng đấy, chia sẻ thì cháu mới biết thôi cái gì là cái, nhưng mà mình phải chia sẻ đúng sự thật nhá. Không đến lúc là nhà mọi người xem được lại bảo chú này thế này, anh không đi chia sẻ này lên là sai sự thật thì chết các cháu. Được rồi, nếu mà hỗ trợ được thì tốt quá. Hai anh em có một cái căn nhà ở và gần bà ngoại, gần những người yêu thương mình thì tốt nhất đấy. Các cháu là cũng muốn điều đó thôi, chứ còn là hai em này là bất hạnh từ bé rồi đấy. Nghe chỗ chị Máy kể là cũng biết là rất là bất hạnh rồi. Thì bữa đó chị Máy mới dẫn anh em Khâm lên để mà xem hai hoàn cảnh anh em Minh Ngọc và những cái câu chuyện sâu xa hơn. Từ bé các em có cái số phận bất hạnh như thế nào thì anh em mình có lẽ là đến thời điểm hiện tại cũng không khai thác nữa. Nghe một vài lời kể của bà ngoại thôi là anh em mình đủ biết rồi. Các em lớn được đến ngày hôm nay mặc dù là trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng mà đâu đó thì cũng biết ơn đến các chú các bác là nhiều hơn nhé. Đấy, sau này thì là nếu mà có điều kiện cuộc sống tốt hơn, hai anh em được ở chung một ngôi nhà và ở gần bà ngoại, gần cậu thì vẫn là tốt nhất. Đấy, theo cháu hôm vào tìm hiểu là được như vậy là cũng tốt rồi. Đấy. Còn về cái mảnh đất thì là trong cái khoảng thời gian tới khi mà Khâm triển khai xong ngôi nhà cô bà này, bàn giao nhà cho hai ông cháu này, cho nhà Phứ này. Đấy, rồi là anh em mình sẽ có thể là sẽ dành nhiều thời gian hơn về hỗ trợ hai anh em Minh Ngọc. Và cũng như lần trước vào đây thôi, bó với bác là phải hiểu cho các cháu là các cháu đến để mà hỗ trợ hai em này nhé. Không lấy cái gì cả. Hỗ trợ được cái gì thì cho hai em thôi. Đấy, không lấy một cái gì hết, nên là gia đình phải thoải mái đi. Đừng nghĩ là các cháu đến làm thế này làm cái kia đâu nhé. Các cháu làm là làm bằng thật nhé. Giúp thì không phải là trường hợp này đầu tiên đâu, mà là các cháu đã đi đến thời điểm hiện tại là xây được đến có sự tham gia của Nắng Mai TV là được 5 cái nhà rồi. Đấy, ở trên khu trên kia chị Máy sẽ biết cháu này. Đấy, chị Máy sẽ biết cháu, trên khu chị Máy cháu xây được 3 cái nhà rồi cho bà con nghèo rồi. Đấy. Và hai cái thì ở xã khác thuộc huyện Đồng Văn trên Vườn Trại. Đấy, thì đang hy vọng là trong thời gian tới nếu mà anh em tập trung hơn thì sẽ giúp được hai anh em Minh Ngọc một côi một cái căn nhà nhỏ nữa. Đấy, với số lượng là hai anh em ở thôi thì tất nhiên là sau này em sẽ lấy vợ nữa. Em Ngọc nó thì còn nhỏ thì chưa bàn tới, nhưng mà Minh thì có thể là 1-2 năm nữa đến tuổi lập gia đình thì em chắc là lấy vợ, thì với một cái không gian nhà ở thì chắc có lẽ là cũng làm gói gọn độ khoảng 50 m² nữa, không làm nhiều hơn. Đấy là rộng lắm rồi đấy, là có phòng ngủ, 2 phòng ngủ rồi. Đấy, kể cả sau này có lập gia đình thì vẫn ở thoải mái thôi. Đấy,
trước mắt thì mình cứ bàn như thế trước đã, cứ chưa có cơ sở nào để làm một chốc một lát đâu đấy. Bàn thì phải bàn như thế, và nếu mà hôm nào mà anh nhận được tiền bà của cô gửi ấy, và anh báo cho đội thợ người ta đến triển khai làm nền ấy, thì trước đấy mình sẽ có một buổi làm việc là nhờ bó gọi bác trưởng thôn ra đây, mình làm một cái giấy cho tặng đất cho cháu, và mình sẽ lấy thước các thứ mình đo đạc từ đâu đến đâu là mình đóng cọc lại đấy, đóng cọc lại để cái mảnh đất đó đã đấy. Và trước khi làm xong những cái giấy tờ đấy thì anh mới triển khai làm cái nền được đấy. Thưa với các bác thì là ở đây là gọi như là giáp hẳn với thị trấn rồi đấy. Thị trấn thì đi ở đây ra đến đường thôi là đã nhà cửa tấp nập hết rồi, trường học mọi thứ tấp nập hết rồi đấy. Anh em mình làm một cái gì là bao nhiêu người ta nhìn vào, người ta có thể là đánh giá, người ta có thể là xem xét là ông này làm đúng hay sai, chứ không phải là như bản vùng sâu vùng xa nữa. Nên làm cái gì làm đúng pháp luật mà làm thôi đấy. Vâng, cháu giúp đỡ cho mình với Ngọc là chả có một cái nhà đi làm công về, với chả không có nhà đi, là không biết là đi nhà bà ngoại là đi nhà bác, là nhà bác đấy bác trai là nó vẫn ở xa tí hay là nó còn lại gần tí, thì mình không, bây giờ đang lớn rồi không có nhà thì bác vẫn buồn lắm. Bác nghĩ là bây giờ mà không có bố mẹ nữa, không có đất nữa thì hai con phải sống thế nào hay đấy, bác là bác có. Vâng, nếu mà bác dang rộng vòng tay, bác cho đất, cậu cho đất thế này thì các cháu sẽ hỗ trợ đấy. Mặc dù nó khó một tí nhưng là cũng được sự yêu thương của các nhà hảo tâm thì là mình sẽ triển khai làm cái nền thuận lợi hơn rất nhiều rồi đấy. Một phần là cũng tạo công việc cho người ta làm các bác ạ đấy, như ví dụ như có tiền mà làm cái giải phóng cái nền này cũng sẽ tạo được một chút công ăn việc làm cho anh em đồng bào trên này đấy các bác, người ta sẽ đến và san đấy. Đấy là hôm nay vào đây có lẽ thì là những cái video mà các bác không thấy em Ngọc thì mọi người hiểu lý do rồi, là sợ chú đúng không? Chú bắt chú gọi là phải đi làm với chú. Có lẽ thì là mỗi lần là thi thoảng là lên nhà cũ ở trên đồi ấy, gặp được Minh thì rất ít khi là anh em gặp được Ngọc. Những cái thời gian đầu thì là chắc có lẽ xin phép chú đi, nhưng về sau là anh em có lên thì không gặp được Ngọc thì phải đi làm việc cho chú đúng không? Vâng. Đấy. Khâm cũng hy vọng rằng là nếu mà có một cái nhà cho hai anh em ở thì Ngọc sẽ không phải sợ ai nữa, mình danh chính ngôn thuận về ở với anh ở nhà mình thôi. Đấy. Bây giờ nó cũng lớn dần rồi, phụ việc được bà ngoại rồi đấy. Bà thì có gì thì cũng cho các cháu ăn được thôi đúng không? Không vấn đề gì cả đúng không? Đấy. Cỡ mình là bây giờ có nhà thì em là phải có trách nhiệm là nuôi dưỡng em trai. Vâng. Anh nói về là dùng từ nuôi dưỡng đấy. Vâng. Cầm cỡ bây giờ thanh niên trẻ khỏe như em là sẽ tìm được công việc, là sẽ đi làm một ngày ít nhất là cũng chiếm được 100.000 đủ hai anh em ăn thoải mái. Vâng. Đấy, nhà ở, nếu mà có nhà ở thì không phải lo cái gì cả. Vâng. Đấy là cái mà mong muốn mà bản thân kênh cũng như các nhà hảo tâm và quý vị, rất nhiều quý vị khán giả mong muốn rồi. Hôm nay tìm hiểu được thêm những câu chuyện về hai anh em Minh Ngọc, rất mong là sẽ nhận được những sự đồng cảm của ba anh chị, đặc biệt là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, mọi người cùng nhau dang rộng vòng tay. Khâm sẽ hân hạnh được làm cái cầu nối đến để hỗ trợ hai anh em có một cái mái ấm cho hai anh em có thể ở cùng ở với nhau, yêu thương nhau và ở gần những người thương yêu còn lại của mình, là bà ngoại này, là cậu này. Đấy là một điều quá tuyệt vời mà kênh mong mỏi đến. Có lẽ thì là Minh sẽ gửi một lời cảm ơn đến các ông bà, các bác nhà hảo tâm. Đấy. Cháu Minh cảm ơn các bà, các ông, các chị, các anh đã giúp em thời gian qua. Nghe cảm ơn nhiều. Rồi. Có muốn nói gì nữa không? Được rồi. Thế nha bác nhá. Vâng.
cháu sẽ quay lại thăm gia đình, còn Pó cũng cố gắng lên nhá. Mỗi lần anh vào đây anh không biết nói gì hơn, chỉ biết động viên em cố gắng thôi nhá. Đấy. Vâng, cảm ơn anh. Bố thì như lát anh ấy nếu không có tay chân là yếu không làm được. Được rồi, cháu cái đấy thì ai cũng biết hết. Sau này không có vợ. Cũng sợ đúng không? Có Pó cố gắng lên. Trong quá trình thời gian tới nếu mà hỗ trợ được Minh ở đây, anh em mình có dịp ghi hình Pó thì có bác nào có quà nào cho Pó thì động viên tinh thần Pó thì nó mà điều tốt, còn không có thì Pó cứ vui lên nhá, cuộc sống mình là sẽ còn tương lai phía trước còn nhiều nhá. Dạ, dạ, mong muốn của bao nhiêu người thôi bác ạ. Dạ, dạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Các cháu sẽ cố gắng nhé. Và có lẽ là cái video đến đây thì khá là dài rồi. Cháu Khương xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.